Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video của Dược sĩ Đinh Hương. Hầu hết tất cả mọi người khi tham gia vào quá trình giảm ký, ai cũng muốn giảm cân nhanh để có thân hình vóc dáng thon gọn, có thể mặc quần áo dễ dàng hơn, được mọi người yêu mến hơn. Sau đây tôi xin chia sẻ 9 mẹo để giúp các bạn có thể giảm cân nhanh hơn. Đây là những mẹo mà rất đơn giản, các bạn có thể thực hiện bất kỳ ở đâu. Mẹo thứ nhất, ăn một bữa sáng giàu protein. Ăn một bữa sáng giàu protein có thể giúp bạn làm giảm cảm giác thèm ăn và giảm lượng calo lạp vào cả ngày. Mẹo thứ hai, tránh đồ uống có đường và nước hoa quả. Lượng calo rỗng từ đường không hữu ích cho cơ thể của bạn và có thể cản trở quá trình giảm cân. Điều quan trọng mà bạn phải biết rằng là não của bạn không ghi nhận lượng calo lỏng giống như cách nó hoạt động với lượng calo rắn. Do đó, bạn sẽ thêm lượng calo lỏng này cùng với mọi thứ khác mà bạn ăn vào. Mẹo thứ ba, uống nước trước bữa ăn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nước trước bữa ăn làm giảm lượng calo nạp vào và khá hiệu quả trong việc quản lý cân nặng. Mẹo thứ tư, lựa chọn thực phẩm thân thiện với việc giảm cân. Một số loại thực phẩm tốt cho việc giảm cân hơn những loại khác, chẳng hạn như rau xanh lá, đậu và các loại đậu, trứng, ức gà, bò nạc, cá hồi, giấm táo, ngũ cốc nguyên hạt, ớt, trái cây, bưởi, hạt chia, dầu dừa. Mẹo thứ năm, ăn chất xơ hòa tan. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chất xơ hòa tan có thể thúc đẩy quá trình giảm cân. Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như là các loại đậu, sung, khoai lang, ổi, táo, lê, cà rốt, yến mạch. Mẹo thứ 6, uống cà phê hoặc trà. Khi tiêu thụ caffeine trong trà hoặc cà phê sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm tăng năng lượng chuyển hóa cơ bản. Nhưng các bạn cần lưu ý lựa chọn những loại cà phê không đường. Mẹo thứ 7, chế độ ăn uống dựa trên những thực phẩm toàn phần. Những thực phẩm toàn phần này khá lành mạnh, giàu chất xơ, giàu vitamin và vi chất, khiến cho chúng ta no hơn và ít gây tình trạng ăn quá nhiều so với các thực phẩm chế biến sẵn. Mẹo thứ 8, ăn chậm nhai kỹ. Ăn nhanh có thể tăng cân theo thời gian, trong khi ăn chậm khiến bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn và tăng cường hormone giảm cân. Mẹo thứ 9, ngủ ngon. Giấc ngủ khá quan trọng với nhiều lý do, và ngủ không ngon giấc là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến tăng cân. Như vậy, ăn nhiều thực phẩm toàn phần, ăn nhiều protein hơn cùng với chất xơ hòa tan và các thực phẩm ít đường có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn. Và các bạn đừng quên ngủ một giấc thật ngon để có tinh thần thoải mái và kiểm soát cân nặng tốt hơn. Các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào hình quả chuông. Bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video khi tôi xuất bản video mới. Các bạn đừng quên like và chia sẻ video vì tôi biết rằng sẽ có rất nhiều người cần video này. Nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì, các bạn hãy để lại bình luận phía dưới hoặc có thể liên lạc với tôi qua page Facebook Dinh dưỡng cá thể với username a.dinhdưỡngcathe, hoặc các bạn có thể nhắn tin cho tôi qua Gmail dinhdưỡngcathe@gmail.com, hoặc các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua số điện thoại 0977 382 196. Cảm ơn các bạn thật nhiều.